Vâng, xin chào các bạn. Thủ tướng đã ban hành chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Đó là việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, 2020 trên phạm vi toàn quốc. Trước tình hình diễn biến của dịch corona ngày càng trở nên phức tạp, thì người Sài Gòn cũng như là những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng đã được khuyến cáo ở nhà tối đa, trừ trường hợp cấp thiết mới ra ngoài để phòng dịch Covid-19. Vâng, đây là những cái hình ảnh ở những cái tuyến đường chính ở Sài Gòn, rồi ở Hà Nội, ở Đà Nẵng. Nhưng mà còn những cái hình ảnh mà ở những cái vùng quê, những vùng nông thôn, xa những cái đô thị, xa những cái chốn phồn hoa thì sẽ là những hình ảnh như thế nào? Đi qua một cái cầu treo rất yên bình của xã Thanh Sơn, mọi người dân ở cái xã này họ sẽ sống và làm việc như thế nào trong cái thời mà đại dịch corona? Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn thông báo về công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tiêu diệt vô hấp cấp do virus corona. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn đã có chủ trương thông báo đến các ấp, tổ nhân dân không nắm bắt được thông tin có người từ nước ngoài hoặc có người từ vùng dịch về địa phương thì phải thông báo ngay đến ủy ban nhân xã để có biện pháp kiểm tra và xử lý kịp thời. Bác có cập nhật cái thông tin mà dịch bệnh corona tại Việt Nam không? Dạ, không có để ý. Bà già cả rồi, vậy đâu có để ý. Ủa, bà không để ý về dịch bệnh corona đúng không ạ? Vậy bà không nghe thông tin gì luôn? Ngoài có bác khẩu trang, thì người ta có mua hết một lúc thì bà biết vậy thôi, là biết là kiêm cử để bịt khẩu trang hàng ngày á, chứ còn bà không có theo dõi nhiều lắm, già rồi đâu có biết. Nhưng bà có lo về cái dịch bệnh corona này không? Bà không lo, tại bà tin chắc Việt Nam chắc chắn rất là giỏi, các tin chắc là như vậy. Người các bạn hàng đồng thể rất là giỏi, có cái là người ta nhiều trước hết là bà không lo. Nghe cái dịch đó thì coi như là ở đây thì ở Việt Nam mình thì cũng cũng không có gì mấy, mà có một cái là dân họ giờ bây giờ đi lại là họ ngại lắm, ít ai đi lại lắm, mà xe cộ thì cũng ế ẩm dữ lắm, mà hàng quá thì bán không được. Mấy năm trước ví dụ như mình có thể mình chở 10 người, bây giờ chỉ chở được có 1 người, nó thất thu dữ lắm. Về kinh tế là giảm nhiều lắm, giảm 90% mà. Về cá nhân anh thì anh có chủ động mà trong việc cái ý thức mà bảo vệ sức khỏe của mình như thế nào khi mùa dịch đến không? Thì cũng nhà cũng có ngừa thuốc men này kia nọ vậy đó, mua để dành để. Vậy anh có đeo khẩu trang không? Là có, để trên xe. Thì ở cái định quán của mình đấy thì cái corona thì nó cũng chưa có gì ảnh hưởng này cả. Ở đây nó cũng rất là an tâm đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, cho nên là bà con đấy rất là vui mừng về cái kế hoạch phòng chống ở đây rất tốt. Dạ. Một cái thứ hai là người dân ở đây chủ yếu là cần để xây cầu thôi. Về ba cô cho anh hỏi đi, cô biết gì về thông tin về đại dịch corona ở Việt Nam không? Không biết, bác không biết cái gì. Thì nói chung thì bây giờ đại dịch thì mình người dân thì mình cố gắng đề phòng, để đi ra ngoài thì bớt đi ra ngoài, để mang khẩu trang đi đầy đủ. Cả cộng đồng và cả mình nữa thì mình coi nói chung Việt Nam mình đang cố gắng để làm sao cho đẩy lùi cái bệnh tật đi, thì cho người dân họ thoải mái tí thôi. Dạ, vậy cô có biết là nếu mà trong thời điểm hiện tại thì nếu mà không đeo khẩu trang thì sẽ bị phạt bao nhiêu tiền không? Có quên phát tiền mấy quên thôi, nghe thì nghe mấy quên nhá đó. Nhìn phạt mấy hay nó ăn lực ăn sao quên trả. Nhưng mà mấy hay mà ngày nay tôi bận quá tôi không mà ra tôi hay không nói tôi quên trả tôi không nhớ nữa. Thôi đi về. Dạ bye bye. Thấy con nó đang thấy mẹ đang đeo khẩu trang mà ai mà thấy. Con đi cái nào nó đeo bán hàng đi, tiếp xúc với đông người thì chị làm gì để giữ sức khỏe cho mình và cộng đồng? Thứ nhất là chị đeo khẩu trang, thứ hai là chị thường xuyên rửa tay, chị thường xuyên tuyên truyền cho những khách hàng tới mua rau và phát cho họ những tờ bóp và đầu rơi, hướng dẫn cho họ cách giữ vệ sinh gia đình và tham khảo những cái thông tin ở trong đây. Cô có biết gì về cái cơn đại dịch corona vừa qua không? Cô có chứ. Cái dịch này đấy cô nói chung là cô cũng phòng tránh.
Rồi, cô nghĩ là mọi người Thanh Sơn này có nên đeo khẩu trang để phòng bệnh không, hay là cũng cứ hoàn toàn yên tâm thôi? Đâu, thì cũng có người đeo người thân chứ, người ta cũng phải lo chứ. Chứ đâu có phải là không lo. Này cô đây, cô còn đội kín mít đi. Cô còn đội kín mít chứ đâu có phải là chuyện đơn giản đâu. Anh ơi, cho em xin phỏng vấn chút được không anh ơi? Được. Thì cho mình hỏi là ở đây thì bạn có cập nhật cái thông tin về corona thường xuyên không ạ? Có. Mình cũng nghe đài rồi mình cũng có lên những cái trang mạng xã hội đó, cũng có tìm hiểu qua. Thì theo như bạn xem trong thời gian qua thì tới thời điểm hiện tại thì cái tình trạng corona ở Việt Nam như thế nào ạ? Thì thấy các báo đài đưa tin thì nhà nước mình vẫn đang kiểm soát rất là ok. Đây là thông báo kêu gọi người dân đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Vâng, thưa các bạn, thì đây có lẽ cũng là những cái ngày mà sống chậm với người dân. Và có lẽ là những cái khoảnh khắc chậm như thế này chắc hẳn sẽ là những hình ảnh quen thuộc, một ký ức mà triệu triệu người dân cả nước sẽ nhớ mãi, nhớ về một thời mình oằn mình chống dịch, nhớ một thời mình chung tay mong dịch Covid-19 mau lùi xa,